Việt Nam lên kế hoạch thành lập quỹ trị giá 25.200 tỷ đồng, tức khoảng 1,1 tỷ đô la, để mua 150 triệu liều vaccine COVID cho người dân, theo Bộ Tài chính cho biết trong một thông báo đưa ra hôm 20 tháng 5. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch này, đồng thời cho biết quỹ sẽ sử dụng nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách nhà nước, theo Thông tấn xã Việt Nam. Theo thông báo của Bộ này về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng. Vaccine mua từ quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho 75 triệu người trong tổng số 98 triệu dân của Việt Nam, theo Bộ Tài chính. Bộ này còn cho biết rằng trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác mua vaccine phòng COVID-19, việc thành lập quỹ này là cần thiết đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch. Chính phủ Việt Nam vừa ký hợp đồng mua 31 triệu liều vaccine từ Pfizer của Mỹ trong năm nay. Tính đến ngày 20 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 4.809 trường hợp nhiễm COVID-19 với 39 ca tử vong.